đây thì sẽ chuẩn bị tời giữ và vừa tời để đi lên nhé, xem có lên được hay không. Tối qua là muộn quá nên là không lên được clip cho mọi người cùng được xem, nên là sáng nay thì lại tiếp tục lên đây tời phụ giúp con xe đồ này lên nhé, và mình sẽ quay lại một cảnh của buổi sáng đây cho mọi người cùng được xem nhé. Ôi, như vậy là chiếc xe tời không lên được do không có ghế để mà tời nhé. Giờ chắc sẽ chờ đợi đi về chạy một chiếc lên kéo nhé. Đây, vậy là chiếc lên kéo cũng đã lên tới đây. Lại lên một chiếc bò đây nha. Hôm nay là 3 chiếc xe luôn. Giờ đây là kéo được trước đây đi lên rồi nha. Nói chung là ở chỗ đây là rất là hẹp nha.
看到我这左沿路车，滑塞嘞，滑塞。 啊，人都僵了，啊，有没有人？啊，人有没有人僵了？有没有人僵了？啊，通了，通了，通了，通了，这不能动左脚。 有没有冻僵了啊？到了也叫，到也叫。有没有冻僵？很难冻僵了，很难也老听到我们这样子咩？你看中国的多嘛，通车。 有时候被打，被拿被打成菜。上边那给了呀。 Đã như vậy là chiếc xe cũng đã đi qua rồi. Giờ thì còn lại hai chiếc đây đang bị kẹt đấy nhá. Vậy là ngày hôm nay thì cũng kết thúc một buổi ở đây rồi nha. Đấy, và giờ thì mình cũng sẽ dừng lại đoạn clip ngắn ở đây. Mọi người xem clip mình hay thì nhớ đăng ký kênh và like, chia sẻ kênh để ủng hộ mình nha. Gặp lại tất cả mọi người ở những đoạn video tiếp theo nha.